Quê anh ăn gì? Ăn kem. Ăn kem hả? Nhìn mẹ. Hả? Mẹ còn ăn. Không ăn nữa? Sao vậy? Mẹ không mẹ bệnh viêm qua. Quê anh ăn gì? Nó muốn ăn và đi làm nữa. Nè. Quê anh ăn gì? Nè. Rồi anh muốn và đi làm nữa. Quê anh ăn ice cream mà sao? How my baby eat ice cream. Cái nó ăn kem rồi miệng mài giống con tròn không? Nhìn mẹ. Chào các